Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Chúc quý vị có một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Tiểu sử Minh Nhựa, vị đại gia nổi tiếng chơi xe của Sài Thành. Ngoài được chú ý là vị đại gia có sản nghiệp khổng lồ, Minh Nhựa còn nổi danh trong cộng đồng mạng với chuyện tình sử và có người con gái là hot girl xinh đẹp. Minh Nhựa tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, năm sinh 1983, quê quán Sài Gòn. Anh là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Minh Nhựa vốn được biết đến vì không chỉ sở hữu khối tài sản khủng mà còn bởi thú chơi siêu xe khét tiếng lên đến hàng chục tỷ đồng, không thua kém gì cường đô la. Khiến giới chơi xe cũng phải kiêng dè, bên cạnh đó anh còn nổi tiếng là một người chồng chiều thương vợ con. Minh Nhựa là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành. Anh cũng là người được thừa kế để phát triển doanh nghiệp này. Bên ngoài, vị đại gia trẻ tuổi này là một người thích chơi và sưu tập xe hiệu. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, Phạm Trần Nhật Minh lại là người nhanh nhạy. Anh đã từng học ngành ngoại thương của trường Hùng Vương, sau đó về công ty và kiêm qua rất nhiều vị trí đi từ thấp tới cao trong thời gian khá dài. Khi đã làm việc tại nhiều phòng ban khác nhau, Minh Nhựa quay về làm quản lý trong công ty, góp phần xây dựng và phát triển công ty vững mạnh hơn. Theo một số nguồn tin cho biết, Minh Nhựa nắm 19% cổ phần của công ty. Anh chịu trách nhiệm điều hành những mảng kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm sản xuất quản lý, sản xuất marketing, cung ứng. Đại gia Nhật Minh có một nguyên tắc trong kinh doanh, đó là ba chữ cần phải nắm trong lòng. Tính làm nền, định là nguyên tắc và tuệ là kim chỉ nam. Ngoài ra anh còn có tham vọng làm cho ngành nhựa Việt Nam bay cao và bay xa hơn. Minh Nhựa là một người chồng yêu vợ thương con. Vị doanh nhân Sài Thành từng có hai đời vợ, cuộc sống tình cảm của anh cũng nhiều lùm xùm. Người vợ đầu tiên là Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh năm 1982. Được biết cô là chủ của quán cà phê tại quận 7 và cũng là người nắm giữ một số phần trăm của công ty nhựa Long Thành. Hai người có điểm chung nổi bật, đó là đều có sở thích chơi siêu xe. Họ có với nhau ba người con, nhưng khi chung sống một thời gian thì cảm thấy không còn hòa hợp nữa, nên cả hai quyết định ly thân. Theo một số nguồn tin cho hay, trong thời gian này Minh Nhựa lại quen với một người phụ nữ khác. Thấy không thể níu kéo cuộc hôn nhân này, nên Phương Thúy quyết định ly hôn chồng. Người vợ thứ hai của Minh Nhựa tên là Phạm Thị Hồng Nga, hay còn gọi là Mina Phạm. Cô là người có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung, cũng là người mà Minh Nhựa hết lòng yêu thương. Cả hai có hai người con là một trai và một gái. Mina Phạm nổi tiếng với việc sở hữu những trang sức, trang phục hàng hiệu nổi tiếng đắt đỏ. Người vợ thứ hai này cũng là người khiến công chúng chú ý tới cuộc hôn nhân của Minh Nhựa. Bởi vì vào năm 2016, vị đại gia này lại vướng vào ồn ào tình cảm. Mina Phạm đã cứng rắn dẫn hai con ra nước ngoài và cắt đứt mọi liên lạc với chồng. Minh Nhựa đã vô cùng đau lòng trước hành động kiên quyết của vợ. Anh tìm mọi cách níu kéo, xin lỗi để cô quay về, nhưng không nhận được đáp trả. Cuối cùng đại gia 8X đã uống thuốc tự tử, nhưng may mắn là được gia đình phát hiện kịp thời. Cũng sau vụ việc này, vợ anh đã tha thứ cho chồng. Ngày Mina từ Mỹ trở về, Nhật Minh đã mang cả dàn siêu xe, hoa hồng rầm rộ để thể hiện thành ý của mình đến rước cô. Đến nay, cả hai luôn khiến mọi người ganh tị bởi mức độ ngọt ngào trong cuộc sống hàng ngày mà cả hai dành cho nhau. Minh Nhựa không tiếc lời ngọt ngào khen vợ hay bày tỏ tình cảm của mình trên trang cá nhân. Cặp đôi cũng hay cùng nhau đi du lịch, đi chơi rất vui vẻ. Ngoài yêu vợ, Minh Nhựa còn rất quan tâm và yêu chiều các con của mình, mà tiêu biểu là con gái cưng Joy Phạm, sinh năm 1999. Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Joy Phạm kết hôn cùng Tâm Nguyễn sau 5 năm hẹn hò. Trong buổi tiệc hôn lễ diễn ra, vị đại gia này đã mang cả siêu xe của mình để đưa con gái rượu lên lễ đường và dắt tay cô trao cho chú rể quý. Trước đó anh đã cho siêu xe của mình lên thành phố Sương Mù để hộ tống con gái chụp ảnh cưới và cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Minh Nhựa, một ông bố trẻ và tài giỏi, anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lẫn một công việc kinh doanh khá thuận lợi. Mong rằng không chỉ ở hiện tại
mà trong tương lai ở cả hai mảnh ghép này, đại gia Minh Nhật ngày càng được như ý. Đại gia Minh Nhựa làm gì để có khối tài sản khủng như hiện tại? Hiện tại, thiếu gia 36 tuổi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Long Thành, chịu trách nhiệm quản lý các mảng cung ứng, tài chính kế toán, hành chính nhân sự và sản xuất. Đây là những mảng kinh doanh gần như chủ chốt của doanh nghiệp này. Minh Nhựa cũng chính là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười, Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Long Thành, và là người kế thừa để phát triển doanh nghiệp này. Hiện tại doanh nghiệp chưa niêm yết trên sàn chứng khoán nên các thông tin về tài chính khá ít ỏi. Năm 2013, công ty đạt doanh thu 908 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng. Năm 2014, đơn vị này đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 cán bộ công nhân viên. Cũng trong năm 2014, công ty ghi nhận 24,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính tới cuối năm 2014, tổng tài sản của hãng đạt 513 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 471 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này có vốn điều lệ 90 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu của công ty bao gồm Tổng Giám đốc Phạm Văn Mười sở hữu 43,67% cổ phần, bà Trần Thị Bạch, vợ ông Mười, nắm giữ 33,89% cổ phần, ông Phạm Trần Nhật Minh, Minh Nhựa, nắm 19% cổ phần, và bà Nguyễn Thị Phương Thúy, vợ đầu thiếu gia Minh Nhựa, nắm 3,44% cổ phần. Về thú chơi siêu xe, theo Minh Nhựa, ngoài số tiền lớn bỏ ra, thì quan trọng người chơi phải có niềm đam mê và tình yêu thực sự với nó. Minh Nhựa hiện nắm trong tay những mẫu đồ siêu xe khủng nhất thế giới như Bugatti Veyron, Lamborghini, Ferrari 485 Italia, Rolls Royce. Các mẫu xe dùng trong việc di chuyển hàng ngày của Minh Nhựa có những chiếc xe tên tuổi như BMW, Mercedes-Benz hay Mini BMW 650i đời mới nhất để đi làm hoặc giao dịch với đối tác. Trong gallery của thiếu gia Minh Nhựa, chiếc Lamborghini màu cam mới tậu là một trong những chiếc xe hot nhất thế giới. Những công nghệ hiện đại và sức mạnh của chiếc xe là điều Minh Nhựa tâm đắc nhất. Không những vậy, nó còn sở hữu kiểu dáng rất đẹp, màu sơn nổi bật. Hay như chiếc Pagani Huayra trị giá 80 tỷ đồng, hàng độc nhất Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Đây là siêu xe hay được Joy Phạm, con gái Minh Nhựa, check in trên mạng xã hội. Ngoài siêu xe, vị thiếu gia lứa tuổi 8X còn thể hiện niềm đam mê với đồng hồ. Những chiếc đồng hồ xa xỉ được Minh Nhựa sở hữu như chiếc Richard Mille phiên bản ngoại hổ Tàng Long. Chiếc đồng hồ này có mức giá niêm yết chính hãng lên tới 18 tỷ đồng. Điều đặc biệt, chỉ có 20 chiếc tương tự được sản xuất trên toàn thế giới. Trước đó, đại gia cũng sở hữu chiếc đồng hồ có giá khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài đồng hồ đeo tay tiền tỷ, Minh Nhựa cũng có sở thích điện thoại độc và giá vô cùng chát. Điện thoại mã vàng và kim cương Vertu mà Minh Nhựa đang sử dụng có giá khoảng 1,9 tỷ đồng là một minh chứng cho thú chơi xa xỉ này. Đám cưới của con gái đại gia Minh Nhựa, Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, là ái nữ của đại gia Minh Nhựa rất nổi tiếng trong giới ricket. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cô nàng này có cuộc sống xa hoa và sang chảnh khiến nhiều người ghen tị. Cô nàng cũng có mối tình đáng mơ ước với bạn trai Tâm Nguyễn. Hôm nay ngày 8 tháng 9 chính là đám cưới của cặp đôi được diễn ra. Được biết hôn lễ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sang chảnh nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã được nhiều ngôi sao nổi tiếng lựa chọn cho đám cưới của mình. MC Trấn Thành chính là người dẫn dắt cảm xúc trong đám cưới của ái nữ đại gia Minh Nhựa. Trong phần chia sẻ trên sân khấu, Trấn Thành đã có câu nói khiến cô dâu Minh Anh bật khóc. Tôi không bao giờ chúc hai bạn 100 năm hạnh phúc, điều đó xáo rỗng trong năm 2019. Tôi chỉ cần mấy bạn nhớ những lúc giận dữ nhất biết cách kiềm chế, gìn giữ nhau hơn. Có lẽ Trấn Thành đã chạm đến cảm xúc của những thành viên trong gia đình đặc biệt này. Ai cũng biết bố và mẹ của Minh Anh đã không sống với nhau từ lâu. Hơn ai hết từ câu chuyện riêng của gia đình, Minh Anh thấu hiểu sự mong manh của tình yêu trong cuộc sống và bởi thế càng biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình trong tương lai. Trước đó, Minh Nhựa đã có chia sẻ xúc động đến con gái trong lễ cưới. Mình rất bất ngờ khi con gái xin cưới phải gả sớm. Dù vậy, mình muốn nhắn nhủ, cuộc đời không nên nhìn về quá khứ, không ai biết được tương lai như thế nào. Ba chỉ mong hãy sống bằng chính trái tim của mình. Cho dù nghèo khó hay giàu có bệnh tật đều có thể vượt qua.
Con và Tâm hãy thay cho bố sống thật tốt, hãy yêu thương nhau từng phút giây, ông bố giàu có nói. Trong đêm diễn ra lễ cưới, những ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz cũng được mời đến tham dự. Ca sĩ showbiz Hoàng Sơn góp vui bằng một ca khúc. Phạm Quỳnh Anh và Ân Hoàng Phúc song ca trên sân khấu tiệc cưới. Được biết Ân Hoàng Phúc là bạn thân của đại gia Minh Nhựa. Bên trong lễ đường là khung cảnh lung linh như cổ tích. Cô dâu chú rể xuất hiện, đặc biệt là Choi Phạm vô cùng lộng lẫy. Cả hai không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt. Khách mời gồm nhiều tên tuổi khủng, đại gia Minh Nhựa tất bật chuẩn bị đám cưới các khâu cuối cùng cho đám cưới con gái. Sáng sớm ngày 8 tháng 9, lễ rước dâu diễn ra khiến dư luận hết sức choáng ngợp bởi đầu khủng được đo bằng 15 siêu xe của nhà Minh Nhựa. Đáng chú ý hơn là cảnh cô dâu đeo vàng kim cương đến mỏi tay. Có thể thấy cặp đôi đang rất hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Bà nội thay mẹ dắt tay cô dâu ra gặp mặt nhà trai. Đại gia Minh Nhựa một mình chạy đôn chạy đáo trong đám cưới con gái, hai người vợ cùng vắng bóng khi đón khách. Những ai biết đến Minh Nhựa có lẽ không còn xa lạ gì chuyện tình ái của vị đại gia này. Chia tay người vợ đầu là Phương Thúy, cũng chính là mẹ của ái nữ Choi Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh. Minh Nhựa đã có vợ hai là Mina Phạm, cả hai đã gắn bó và có với nhau thêm hai người con. Được biết mối quan hệ của Choi Phạm và vợ hai của Minh Nhựa cũng rất tốt. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà trong đám cưới hôm nay của Choi Phạm và chồng Tâm Nguyễn, cả hai bà vợ của đại gia Minh Nhựa đều không lộ diện. Thiếu vắng đi sự giúp đỡ của những người phụ nữ, có vẻ như vị đại gia sở hữu dàn siêu xe cả trăm tỷ này cũng bị luống cuống không ít. Một mình Minh Nhựa đã tất bật chạy đôn chạy đáo từ sáng tới tận tiệc cưới buổi tối nay, lo toan chuẩn bị các công tác cho đám cưới của con gái cưng diễn ra suôn sẻ nhất. Bên cạnh việc đích thân kiểm tra danh sách khách mời cũng như tổng kiểm tra toàn bộ concept lễ cưới, Minh Nhựa cũng thỉnh thoảng ra góp mặt chụp ảnh cùng cô dâu và chú rể và dàn khách mời với nhiều cái tên khủng. Có thể thấy dù ở ngoài là đại gia, thì trong sự kiện trọng đại của cuộc đời con gái, Minh Nhựa cũng lo lắng và căng thẳng như bao ông bố khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.